Chào mừng các bác quay trở lại với cả mình anh. Rất là nhiều bác thời điểm tháng 11 2021 rồi vẫn vào hỏi em về những mẫu TV Samsung của năm 2020. Các bác vẫn đang hỏi những mẫu như TU8000, TU8001, TU8005 với kích cỡ các cái phân khúc màn hình của 55 inch, 65 inch. Và thời điểm này ấy, mà các bác vẫn đi tìm mua những chiếc như vậy, tức là trên thị trường vẫn có các cá nhân, các đơn vị bán hàng của các cửa hàng hay các siêu thị điện máy ấy, họ vẫn đang có những chương trình và họ quảng bá những mẫu như vậy. Tuy nhiên ấy, thì thời điểm đã là cuối năm của 2021 rồi, các bác không nên tìm những mẫu như thế nữa. Kể cả các bác đi xem, đi tham khảo tới trực tiếp các cái điểm hoặc là các cá nhân bán hàng đó có sự uy tín với các bác, thì em khẳng định là thời điểm này chỉ còn hàng trưng bày, hàng trả bảo hành hay là hàng quay đầu mà thôi. Hàng quay đầu là gì? Hàng quay đầu là ví dụ như các bác tới địa điểm của các sàn thương mại, các bác mua một chiếc TV về không vừa cạnh, rồi các bác thấy là nó không phù hợp thì các bác yêu cầu trả lại, các bác đổi mẫu khác đã bóc hộp và đã có cái sự sử dụng rồi. Và ngay trong ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác như trên màn hình đây, là một mẫu TV thay thế cho mẫu TU8000 và TU8001 của năm 2020. Đây là 55AU7000 mà có các clip em quay review cũng như đã giới thiệu rất là rõ và chi tiết đánh giá cái mẫu TV này để các bác cùng xem rồi. 55AU7000 tại Ecomart đang bán với giá sau khi trừ hết quà thì con này đang về còn dưới 17 triệu. Đấy, các bác có thể tham khảo giá chính xác ở trên website ecomart.vn. Thiết kế giống y hệt con TU8000 và TU8001, tràn viền ba cạnh, chân đế nhựa màu ghi xám chống theo kiểu truyền thống ở hai đầu. Đây cũng là mã hàng TV có tích hợp điều khiển tìm kiếm giọng nói rẻ nhất của Samsung trong năm 2021, cao hơn của AU7007 thì có một loạt các cái mẫu. Trong clip này thì em sẽ cập nhật nhanh những cái mẫu thay thế cho các dòng TU8001, TU8005 của năm 2021 này. 2021 thì cái thằng AU8000 như các bạn đang nhìn, con này thì trừ hết quà thì cũng khoảng tầm hơn 17 triệu một xíu thôi. Con AU7007 thì dưới 17, còn AU8000 thì tầm sấp xỉ 17 triệu. Thiết kế mỏng hơn so với cả TU8500 của 2020. Tràn viền ba cạnh. Cái thiết kế của 2020 của TV Samsung 2020 thì nó sẽ dày hơn so với cả TV Samsung của 2021. Tuy nhiên thì giá thành của thằng TU8005 thì nó sẽ dễ chịu hơn kể cả TU8000 hay là TU8001 so với cả AU7007, thì cũng sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều so với các cái mẫu TV năm 2021 dịch rồi nó kéo dài, ảnh hưởng tới cái quá trình sản xuất cũng như các cái nhà máy cung cấp linh phụ kiện cho các cái đơn vị phát triển sản xuất TV thì nó sẽ rất là đắt đỏ. Đấy, thì năm trước thì giá thành nó chỉ tầm khoảng 11-12 triệu thôi là các bác mua được 5 năm, còn năm nay phải tầm 16-17 triệu thì mới mua được 7.7 và 8.000. Và tiếp theo hai cái mẫu cao hơn so với cả 77 và 8000 đó là AU9000 và Q60A. Em đang phân tích và chia sẻ đây là những cái mẫu TV có giá thành rẻ nhất rồi của Samsung với phân khúc kích cỡ màn hình 55 inch, còn cao hơn là 65 inch. Thằng Q60A em đang quay đây thì có chân đế ở chính giữa, có thêm một cái tấm nhựa để lên phía trên này. Cái tấm nhựa này sẽ giúp cho các bác để được cái loa Sawa ở phía trước. Q60A và AU9000 thì hình dáng giống y hệt nhau. Đấy, các bác nhìn này, cũng chân đế chính giữa, tràn viền ba cạnh, viền mỏng. Tuy nhiên thì hai thằng này nó chênh nhau chỉ có một xíu thôi. AU9000 và Q60A thì em cũng có cái clip so sánh rất là chi tiết rồi. Thì hai thằng này, một thằng sử dụng màn hình QLED, còn một thằng sử dụng cái màn hình LED. Q60A tại thời điểm hiện tại thì nó sẽ giảm rất là sâu, nó dưới 19 triệu. Thời gian trước thì giá thành xấp xỉ 20, 19.8, 19.4 hơn 19.8. Còn AU9000 thì nó chỉ rẻ hơn Q60A khoảng vài trăm nghìn thôi. Nên thời điểm này nếu mà lấy thì các bạn mua con Q60A. Để các bạn nhớ, em vẫn đang nhắc lại cái vấn đề lựa chọn TV
khi mà các bác đang phân vân giữa AU 9000 màn LED Smart 4K và Q60A màn QLED. Hai thằng này thì còn một cái điểm khác biệt nữa đấy, đó là cái con Q60A này thì nó sử dụng thêm cả điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Cái điều khiển này thì mọi người sử dụng không cần phải thêm pin, chỉ cần sạc thôi, hết pin thì các bác sạc rất là dễ dàng. Và cái việc các bác dùng điều khiển thường xuyên, sử dụng tính năng tìm kiếm trên YouTube hoặc trợ ảo của Google được tích hợp trên các dòng TV của Samsung ấy, thì nó sẽ khiến thời gian ngốn pin rất là nhiều. Đấy, đây là cái việc thay pin, và các bác mua pin mà nó không đảm bảo chất lượng thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái độ bền của cái điều khiển của gia đình. Q60A với giá thành dưới 19 triệu, nó hơn 18 triệu một chút xíu thôi. Các bác có thể điện trực tiếp hotline 0974178586 hoặc truy cập ecomart.vn để tiếp tục cập nhật giá thành. 2021 này thì bốn cái mẫu TV Samsung mà em quay như AU 7700 này, AU 8000, AU 9000 và Q60A là bốn thằng TV có giá thành dưới 20 triệu tốt nhất trong phân khúc. Việc mà các bác lựa chọn so sánh giữa các mẫu thì cao hơn thì các bác chỉ cần để ý những mẫu như TV không tranh. Đây là QLED không tranh 65 inch bên trái và QLED khung tranh 55 inch ở bên phải. Dòng TV R-Frame với khả năng tùy biến điều chỉnh về cái thiết kế của viền TV. Đấy, các bác mua thì được tặng kèm theo một cái viền màu vân gỗ. TV khi mà các bác treo tường hoặc để kệ thì kết nối lên TV chỉ qua một cái sợi cáp mỏng thôi. Các bác sẽ không thể nhận biết được là cái nguồn tín hiệu hay nguồn âm thanh được cắm vào TV như thế nào. Hai thằng này thì có lần lượt giá thành 55 inch thì nó dưới 25 triệu. 65 inch thì nó khoảng tầm dưới 31, dưới 30 triệu một chút thôi. Hai mẫu khung tranh là hai mẫu cao hơn so với cả bốn mẫu TV ở phần đầu mà em quay giới thiệu với mọi người. Hai thằng này thì nó sẽ đẹp hơn, nó tinh tế hơn khi mà các bác sử dụng trong cái không gian cần phải treo tường. Màn hình thì cũng cao cấp hơn so với Q60A. Hai thằng này cũng sử dụng màn QLED, nhưng cái màn QLED ở trên TV không tranh thì nó có thêm con chip xử lý quan tâm processor 4K, cũng có điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, nhưng mà cái tính năng của TV không tranh ấy, thì nó tùy chỉnh tùy biến với hàng ngàn cái tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Rồi các bác sẽ thấy cái thẩm mỹ khi mà các bác không thấy cái sự dây dợ nó lằng nhằng, nó không cắm chằng chịt ở phía sau lưng của TV. Nguồn tín hiệu âm thanh nên TV chỉ cắm qua một sợi cáp mỏng thôi, và sợi cáp đó thì được giấu theo cái rãnh được thiết kế ẩn cái dây đi, nên là TV mua kèm và treo tường thì được tặng kèm theo cả hai cái giá treo ẩn nữa, khá là xịn sò. Cái giá treo ẩn này rất là đắt, nó sẽ giúp cho TV của các bác được bắt trực tiếp vào tường, tạo cái độ bề mặt phẳng gần như là tuyệt đối đấy, không có cảm giác nó bị nhô hoặc bị vênh với cái bề mặt phẳng. Hãy giúp cái sự sang trọng của căn phòng của các bác tăng lên rất là nhiều. Thì em đã bán khá là nhiều rồi, các bác phân vân Q70, Q60 mà không lăn tăn về tài chính thêm một vài triệu thì có thể lựa chọn 65 không tranh và 55 không tranh. Con 65 LS03A và 55 LS03A giá thành lần lượt dưới 31 triệu và dưới 25 triệu. Đấy, thì 2021 này thì TV không tranh nó sẽ có nhiều cái tùy biến hơn về cái màu sắc của viền, rồi cái cấu hình cũng như cái hệ thống ứng dụng mượt mà hơn, xịn sò hơn, là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, rồi cái hệ thống cáp hộp One Collect của 2021 này thì nó giúp cho cái quá trình các bác bắt mạng rồi các tín hiệu nguồn bên ngoài lên TV không tranh thì nó sẽ mượt hơn. Đấy, những cái mẫu TV hôm nay em quay để phục vụ các bác AU 7700, AU 8000, AU 9000, Q60A, 55 LS03A, 55 LS03A và 65 LS03A. Thì trong clip sau em sẽ tiếp tục so sánh để mọi người cùng xem và tham khảo. Đấy, cảm ơn mọi người.